Xin chào tất cả các bạn nhé. Những bạn nào mà hay sử dụng điện thoại và các bạn thường xuyên dùng tai nghe Bluetooth, tai nghe không dây để các bạn di chuyển ngoài đường hoặc là do công việc của các bạn làm việc bằng tai nghe Bluetooth thì có cái cuộc gọi đến ở những cái người bạn thì các bạn phải nhấc điện thoại ra, các bạn bấm để các bạn nhận cuộc gọi. Nhưng hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách để các bạn có thể sử dụng tai nghe Bluetooth trả lời tự động khi mà các bạn có cuộc gọi đến nhé. Các bạn nào hay di chuyển ngoài đường, công việc di chuyển ngoài đường ấy, thì cách này khá là hợp lý. Các bạn chỉ việc nói chung là các bạn không cần phải bỏ điện thoại ra, các bạn chỉ có cuộc gọi đến và các bạn chỉ việc nghe thôi. Các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, như mình đang thử kết nối bằng tai nghe Bluetooth của cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn nhìn thấy biểu tượng tai nghe này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đã kết nối nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cuộc gọi và mình sẽ không làm gì nhé các bạn nhé. Đây, nó sẽ tự động trả lời cuộc gọi. Ok chưa? Đấy, có một gọi đến này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây là biểu tượng tai nghe nhé. Biểu tượng tai nghe đang trả lời cuộc gọi này này. Ok. Rồi, để thực hiện và bật được cái tính năng trả lời tự động cuộc gọi khi mà các bạn dùng tai nghe Bluetooth khi có cuộc gọi đến ở trên điện thoại iPhone thì các bạn thao tác cho mình như sau nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình mục cài đặt chung của máy. Sau đó thì các bạn sẽ kéo tìm đến cho mình mục trợ năng. Ok. Trong cái mục trợ năng này các bạn sẽ chọn cho mình cái mục cảm ứng nhé. Và các bạn kéo xuống cuối cùng, các bạn chọn đến cái phần là định tuyến âm thanh cuộc gọi. Như các bạn đang nhìn vào cái phần định tuyến âm thanh cuộc gọi, mặc định thì có thể là nó đang để cái mục là tự động. Đấy. Hoặc là loa thì các bạn chuyển sang chọn là tai nghe Bluetooth. Đấy. Tuy nhiên thì phía dưới này nhá, đây này, các bạn sẽ trong cái mục là tự động trả lời cuộc gọi thì các bạn phải chọn là bật lên cho mình. Khi các bạn bật lên như thế này rồi thì mới được nhá. Và ở phía dưới này các bạn nhìn xuống cái dòng dưới là khoảng thời gian cần đợi cho tới khi cuộc gọi được trả lời tự động. Mặc định của hệ thống sẽ là 3 giây. Tức là khi mà các bạn nhận được cuộc gọi thì sau 3 giây sẽ tự động trả lời. Đó, tức là tính năng này nó sẽ tự động trả lời. Còn nếu mà các bạn muốn bao nhiêu giây hoặc là các bạn muốn dài hơn một chút thì các bạn sẽ chọn cho mình là cộng ở đây 5 giây này. Đấy, hoặc là 6 giây. Rồi, tùy các bạn nhé. Đấy, để mình xem mắc được bao nhiêu. Cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà thường thường thì các bạn không đến mức phải đợi để nhiều như vậy đâu. Các bạn để khoảng mấy giây đầu thôi. Đấy. Ví dụ như mình chọn 3 giây cho nó nhanh nhé, để mình test cho các bạn xem. Rồi, bây giờ các bạn sẽ quay trở ra này. Bây giờ mình sẽ gọi thử và các bạn đương nhiên là chắc chắn rồi, các bạn phải kết nối tai nghe Bluetooth trước nhé. Đây này, đấy, của mình đã kết nối sẵn rồi này. Các bạn nhìn thấy biểu tượng tai nghe ở trên chỗ phần jack pin chưa? Như thế thì mới được nhé. Bây giờ mình sẽ gọi một cuộc và đây nhá, mình sẽ không động tay nhé. Đó, đây có một cuộc gọi đến này. Đấy, sau 3 giây nhé. Đấy, tức là cái cuộc gọi này sẽ tự động nhận nhé. Các bạn nhìn trên này này, đấy, đây này, cái biểu tượng có biểu tượng tai nghe Bluetooth này và cuộc gọi đang nhận nhé. Đó, khá là hay các bạn nhé. Tính năng này ý, thì sẽ áp dụng cho các bạn nào hay làm việc bằng điện thoại và thường xuyên đeo tai nghe khi các bạn di chuyển ngoài đường, hoặc là đơn giản các bạn làm việc văn phòng mà các bạn dùng tai nghe Bluetooth. Đó, thì khi mà có người thân bạn bè gọi đến thì nó sẽ tự động trả lời cuộc gọi giống như mình giới thiệu cho các bạn nhé. Các bạn có thể áp dụng. Và nếu các bạn không cần đeo tai nghe thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là tự động ở trên này thì nó sẽ trở về bình thường nhé. Còn không thì các bạn chọn là tai nghe Bluetooth. Thì đó là cách mà mình vừa giới thiệu cho các bạn khi các bạn sử dụng tai nghe Bluetooth mà có cuộc gọi đến ở trên điện thoại iPhone. Các bạn sẽ tự động, tức là bật tự động cái tính năng trả lời cuộc gọi tự động khi mà các bạn đeo tai nghe Bluetooth, các bạn không cần phải thao tác gì. Rất là hay đúng không các bạn? Những bạn nào mà đang cần cách này hoặc là chưa biết đến cách này thì hy vọng cách của mình giới thiệu sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm tốt ở trên điện thoại iPhone nhé. Nếu thấy video hay, nhớ like video và chia sẻ cho người thân bạn bè được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.